Chào các bác nhá. Em giới thiệu một chiếc máy cạo râu. Còn nguyên hộp luôn, hàng lướt đã có sử dụng này. LS5A. Chiếc hộp này nó dùng chung, đựng chung nhá, mấy cái mã LS với L. Em xem đây, xem đây này. Đây các bác này, hộp rất là đẹp nhá. Mở hai bên. Cực đẹp luôn. Bên trong có sách này. LV5A và CLV5A. Dùng chung hộp các bác nhé. Mấy cái LV, LS dùng chung này. Đựng chung một cái hộp này. Đây là sách hướng dẫn sử dụng này. Đó, con này thì còn đẹp dã man luôn. Này là sách hướng dẫn sử dụng. Mở ra hãng còn thơm mùi mới. Mới cứng cửa. Đây là chiếc máy này. Chiếc máy thì đựng trong một cái túi này nhá. Đây các bác này. Panasonic. Sản xuất năm 2016, made in Japan. Mã ES-CLV5A. Máy 5 lưỡi nhá. Đó, có thêm hai con lăn này rất là trơn. Hiển thị phần trăm pin này. Đó. Khi mà tắt đi thì các bác ấn giữ một lúc sẽ lên cái nút khóa, nó sẽ khóa cái nút này lại nhá. Muốn mở ấn giữ một lúc. Cái này để cắt râu dài này. Đó. Và xuống. Cái cổ con này nhá. Nó có độ nhún này. Ngả trước ngả sau này, trái phải này. Đấy, tóm lại là nó quay được 360 độ luôn. Các bác muốn khóa cổ lại để đun một nấc thôi, lên cái lốc này, nó sẽ khóa cứng cái cổ lại. Rất là đẹp các bác nhá. Đây này. Đấy. Túi đựng ở đây. Đây là cái hộp nhá, hộp đựng của nó này. Thì đây là một cái chổi để vệ sinh máy này. Đó, nó nhét ở đây. Đây nhá. Cục sạc này, dầu tra máy này. Dầu tra máy này, cục sạc nó nhét ở đây. Đấy, con này đẹp dã man, nguyên bản luôn. Bỏ ra đây trước cho nó dễ. Máy đây. Đẹp thì thôi rồi. Sách này. Đấy, hộp rất đẹp nhá. Hàng lướt mà còn rất đẹp. Ok luôn. Min ra 3. Pin được rất là tốt các bác nhé. Sạc thì auto 100-240V. Các bác cắm điện nào cũng được. Nó sạc được hết. Sạc rất là nhanh nhé, trong vòng 1 tiếng thôi. Sạc đầy một lần thì các bác có thể dùng được nửa tháng. Tại vì nó sạc cho chạy rè, nó khi chạy được tầm 1 tiếng, hơn tiếng. Mà mỗi lần mình cạo chỉ có vài 3 phút thôi. 2 phút, 3 phút là cùng, không đến. Đó. Chiếc này ra 2.8 triệu các bác nhé. Ok, chào các bác nhé.